Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày 12 tháng 10, nhận được thông tin phát hiện có một xuồng câu không có số hiệu của tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động tại vị trí cách Bắc Tây Bắc cảng số 3 của Hải đoàn 32 khoảng 1,2 hải lý thì bị chìm. Ngay lập tức, Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chỉ đạo tàu Cảnh sát biển 9033 nhanh chóng rời cảng đi cứu hộ, cứu nạn. Sau khi tiếp cận vị trí xuồng bị nạn, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9033 đã cùng với ghe cá của người dân đang hoạt động gần đó cứu thành công 3 người dân là ông Phạm Công Định 50 tuổi, anh Nguyễn Lưu Vũ 44 tuổi, đều cư trú tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, anh Nguyễn Hoàng Minh Tuyên 36 tuổi, cư trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tàu Cảnh sát biển 9033 đã đưa 3 người dân cùng xuồng về cảng Hải đoàn 32 an toàn. Theo lời kể của người dân gặp nạn, trước đó vào lúc 7 giờ 50 phút, nhóm rời cảng Hòn Khói đi câu cá. Đến 8 giờ 10 phút thì gặp mưa dông sóng lớn, đánh úp xuồng và người xuống biển.